11 tháng 5 2013 dòng game bắn súng trên nam rồi được ra đời. Tên là nguồn cảm hứng cho tất cả người chơi, với đồ họa 3D đẹp mắt mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng game online. Nhiều sự kiện diễn ra giúp cho mọi người chơi thoải mái, chơi game theo cách của mình. Nào farm đồ, nào bắn súng, nào trò chuyện cùng bạn bè tới sáng. Những ải farm khó và ép đồ gian nan cũng không làm anh em ta nản chí. Cũng đã gần 2 năm trôi qua, anh em ta cũng cùng nhau bước đi. Bao kỷ niệm cũng đã có trước khi anh em ta cứ quẩy hết mình ha. Bài này mình dành tặng cho tất cả người chơi ở server Cà Na. Anh em mình là một nhà mà cứ phiêu du với game đến khi nào bạn cảm thấy mệt. Vẫn cứ sống theo cách của bạn mà thôi, vẫn thức sớm rồi đi học rồi về nhà, dọn dẹp tiếp ba mẹ rồi học bài, rồi phân tới sáng. Tyler, yo. Ở đây chỉ toàn là dân chơi game ten, với tất cả 100% chất lượng cày game xuyên đêm. Nếu bạn thích thì hãy vào đây gia nhập thành team farm bà mo rồi đáy biển. Anh em ta cùng trò chuyện với nhau luyên thuyên, cả server sẽ nhốn nháo khi bạn farm được đồ ngon. Mà anh em nâng chiến sầu lên bất kể là đêm dài hả, gắn cục sạc cho tới sáng tới ngày mai. Bất kể là nắng hay là mưa, buổi tối hay là trưa, chơi theo cách của mình, nếu không được á thì nói. Các bạn trẻ hãy chơi game hết sức, thắng thua hay thành bại thì cũng đừng bực tức nha. Hãy tôn trọng đối thủ chứ đừng cho mình là nhất á. Tận dụng lượt chơi nếu không được là đứt dây. Yeah, Tyler, nguồn cảm hứng, yeah. Game ten, yo.